Ok, trước khi xem video anh em bỏ ra vài giây đăng ký kênh bạn Hoàng Lấy TV nhá. Thì bạn này buôn bán ngọc rồng khá là uy tín. Và theo mình được biết, 10 bạn kết bạn Zalo đầu tiên với bạn ý thì sẽ được 10 triệu vàng một người bên CL3 cũng như đăng ký kênh nhá. Ok, hello, xin chào em. Chào mừng em đã quay trở lại với mình. Thì video hôm nay mình sẽ đi doanh trại bằng em Spy Z3 nhé. Trước khi đi doanh trại thì mình sẽ mua lấy một cái bùa để có thể là cho đệ nó úp cho nó nhanh hơn. Đó. Thì mình sẽ cho đệ kéo doanh trại anh em nhé. Mình sẽ mua lấy một cái bùa đệ tử này. Ok, hiện tại mình đã mua xong cái bùa đệ tử rồi. 1 giờ thôi anh em ạ. Thì mình đã chuẩn bị đậu rồi. Bây giờ mình chỉ việc là qua rừng Mambo và đi thôi. Thì ở đây mình cũng đã chuẩn bị Lick Vi Minh rồi. Bây giờ mình chỉ việc cho Lick Vi Minh di chuyển tức thời qua nữa là khá là ok nhé. Mình sẽ chuyển qua một khu nào vắng vắng tí. Bấm vào doanh trại tiện nó cũng dễ nữa. Khu 27 nha anh em nhé. Ok, Lick Vi Minh thì mình sẽ phải ánh lại di chuyển tức thời đến đây. Ok. Đây mình đây rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ cho em Spy Zepa đến chỗ ông lính canh và có thể là bấm vào doanh trại nhé. Ok. Đây rồi. Mình sẽ ấn di chuyển tức thời đến này. Rồi, hiện tại đã di chuyển tức thời đến và mình sẽ ấn vào miễn phí. Đó. Mình đã ấn vào miễn phí và bây giờ mình sẽ cho Lick Vi Minh off đi. Ok. Và cũng như là mình sẽ reset lại bằng cách mình sẽ chuyển qua, mình sẽ tách đệ ra này. Ok, đệ mình thì nhiều bạn chưa nhìn thấy thì đây đệ mình, đây chỉ số cũng khá là ok đấy. Ok, bây giờ mình đã đi doanh trại rồi, mình sẽ đi doanh trại. Thì lúc sáng thì mình định nghĩ là mua cái kẻ trang Android nhưng mà đệ mình chưa dùng được anh em ạ, cho nên mình thôi đây mình sẽ tấn công nhá. Không biết đệ mình có úp được không nhỉ, nếu úp được thì phê quá. Ok đệ cố lên. Ok đánh được này anh em ạ. Ui. Ui. À, trời ơi. Quên 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 quên. Quên. Mình quên là mình vẫn mặc cái quần anh em ạ. Mình vẫn mặc cái quần cho nên là đệ mình nó không thể đánh được. À đây. Mình đã cởi quần ra rồi. Đúng là ngu người. À, và cái này nữa. Trời ơi. Sao mình có thể là ngu đến vậy nhỉ? Quái đánh khá là chậm. Bạn không biết mua ngọc ở đâu? Bạn không biết mua vàng ở đâu? Hãy truy cập ngay vangngoc.vn, trang web bán vàng ngọc lớn nhất Việt Nam. Các bạn hãy chọn một cần mua, đó là mua ngọc và mua vàng, rồi bấm vào dấu ba gạch để đăng nhập, nạp tiền và đặt hàng để mua nha. Đâu? Tại vì như HP mình cao hay sao ấy? Mình cảm thấy quái đánh rất là trâu luôn. Trong khi đấy thì Minh Vi Minh mình cho học rồi. Không biết có ấy được không. Đây mình sẽ cố gắng đi hết tầng này nhá. Mình sẽ đi hết tầng này đến tầng sau. Nếu mà được thì mình sẽ cho đại nó kéo. Chứ như này thì đại không được kéo được anh em ạ. Quái cấp kem 100% này thì không được kéo được. Đại mình thì HP nó tầm tầm. Mà hiện tại đại thì gà lắm. Đây, 15.000 thuốc mắt. À, trời ơi, như ở đây nó fit rồi, sao tiềm năng được ít vãi. Đấy là mình còn mua thêm cái bùa cho đệ nữa chứ. Nếu không mua bùa cho đệ chắc mình nghĩ là không được. À đây, đệ mình đánh được rồi. Choáng cho nó đánh. Đệ ơi, cố lên đi. Không thể đệ mấy con quái nào nó đánh đệ được. Ok. Đệ gần chết thì mình buff HP cho đệ. Đó. Cũng khá là đánh được đấy chứ. Chẳng qua là nó cũng yếu. Vừa nãy nó hình như mình nghĩ nó chưa reset cho nên nó yếu là phải rồi. Không sao. Đánh như này lên tiềm năng này khá là phê. Hình như đây là tiềm năng lên thật hay sao ấy. Đó. Cái này chỉ việc buff đậu là được thôi để kéo doanh trại tốt đúng không? Lên 1,5 triệu cái là mua đồ các thứ thì nó mình nghe thấy ok hơn.
Còn bây giờ thì đánh như này cũng khá là ok rồi, không còn gì bàn cãi nữa rồi anh em ạ. Đó, đây, khi nào hồi choáng ngay mình choáng ngay, thì tí lên được 10 triệu cầm năng thì mình sẽ đi học choáng 6. Đó, thế đó, mình cố gắng còn vài phút thì mình upload cho nó kiểu như là như nào nhỉ, upload đấy tiềm năng ấy nó đạn máy nha, 98 tiềm năng phát lên khá là nhanh, mình nghĩ đi tầm 2-3 lần nó chạy lên 1.500.000 thôi. Đó thì link của mình thì mình rất ít là úp, nhưng mà mình sẽ cố gắng trong hè. Ôi trời ơi, sao mẹ thế ở đây à? Mình sẽ tạm dừng video nhé. Ok, ngu quá anh em ạ. Ok, ok thì hiện tại đệ mình nó đã sống lại rồi, ok rất là mừng luôn. Đây đệ ấy rồi, mình chỉ sợ mình bây giờ bấm nhầm mắt là chết đệ tại vì sức đánh mình đấm phát nó chết đệ mà. Đó thì kiểu như mình ngu quá là mình như là nhỉ, có nghĩa là mình đã HP của Lispada nó hơi cao, cho nên là đại kéo danh trạng hơi khó, nhưng mà nhiều đậu thì mình nghĩ là vẫn úp được thôi. Cái này đánh một con mình nghĩ mất mấy viên đậu ấy, mấy viên đậu thôi, mười mấy viên đậu mình nghĩ là vậy. Ok, khá lâu. Để một tí nữa mình đánh thử xem một con là được bao nhiêu tiềm năng nhỉ. Con không biết là đại mình sẽ lên được bao nhiêu. Hết 8.000 rồi. Con là được 80. Lên khá là nhanh, không đến nỗi chậm. Thì mình phải như này thì mình phải chuyển thường xuyên chuyển đạo sang nick của mình. Đó, để mình đã lên HP rồi, lên một ít HP rồi. Ok, thì để mình là lên được 41.000, một con lên 3.000 sức mạnh. Đây, tí mình xem được lên được bao nhiêu nghìn sức mạnh nhá, anh em xem nhá. Bên chỉ tập trung vào con đại mình thôi, 42 rồi. Cần chết là búp đậu, tại vì cái này vừa đẹp để búp đậu mà. Đệ sơ sinh cần rất là nhiều đậu, nhưng mà khi lên 150 triệu rồi thì mình nghĩ là nó không cần nhiều đậu mấy đâu. Đậu thì cũng cần, nhưng mà nó có đồ hút các kiểu ấy, nó không cần nhiều như là lúc mới úp. Đó, vừa lấy là 41.000 đúng không? Bây giờ lên là 46.000, một con 5.000, một con được 5.000 tiềm năng. Bây giờ mình ấn bảo vệ nhé, bảo vệ thôi, tại vì mình lên cái mắt trên này thì mình nghĩ sẽ được nhiều tiềm năng hơn. Đây, theo anh em được bao nhiêu tiềm năng phát này? Mình nghĩ phải được hơn 100 đấy, tại vì nó vừa reset này mà. Đó, đúng như dự đoán đúng không? Hơn 100 tiềm năng phát, khá là vui. Hơn 100 tiềm năng phát thì một con này mình nghĩ sẽ được tầm bao nhiêu nhỉ? Một con này sắp phải được 6.000 tiềm năng. Thì đại mình chắc đi xong, đi xong doanh trại 23 phút này thì mình nghĩ chắc chỉ được thì chắc mình nghĩ sẽ lên được tầm hơn 100.000. Đó, tầm đấy thôi. Tại vì nó yếu đi, mới đầu nó yếu đi, và mình sẽ cố gắng là mình sẽ úp đệ mình trong mấy ngày mình rảnh, mình sẽ úp đệ mình. Nói chung rảnh mình úp thôi, còn là bình thường mình vẫn đi học mà anh em ạ. Ok, đây, đánh như này cho đệ đánh ké, sao toàn đánh đệ mình nhỉ. Đây đệ đánh đây, anh bảo kê cho chú đánh nó đi. Ui kem đệ kia đi, chết giá. Đánh em ơi, anh bảo kê. Ui, đánh nhé. Rồi 22 phút là lên được bao nhiêu vậy? 22 phút là lên được 40.000 8 phút lên được 14.000 sức mạnh.
khá là ok và lên được 40 HP và 40 HP và bao nhiêu ki nhỉ? 80 ki. Khá nhiều. Bây giờ mình sẽ cho đệ mình nó đánh hết một tầng quái này sau rồi. Sau đó thì mình sẽ đánh quái trên không sau. Đánh quái dưới đã. Giờ càng nghĩ đến chỉ khiến ta thêm buồn thôi. Nhưng nỗi đau đã rồi. Trong tiềm thức chẳng ai không thể nào vai. Giờ anh chỉ ước thời gian có thể quay trở lại để được nắm tay em bước đi trên con đường dài. Dù anh biết chặng đường còn nhiều chông gai, nhưng trong tim anh đã có lời dài. 1, 2, 3, 4. Giờ càng nghĩ đến chỉ khiến ta thêm buồn thôi. Nhưng ôi đau